Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay là dòng tâm sự của một chị gái. Nhờ có thai với bạn trai, tôi đưa anh về ra mắt. Nào ngờ gia đình bắt chia tay vội. Tuần vừa rồi là ngày đầu tiên tôi đưa anh ấy về nhà chơi và bàn chuyện cưới xin. Nhưng trong bữa sum họp gia đình lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự của chị gái là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và Tùng yêu nhau gần một năm nay. Ở Tùng có rất nhiều ưu điểm như là đẹp trai, hát hay, hiền lành và rất khéo nói chuyện. Nhưng trong đó cũng có một nhược điểm mà tôi không thể nào chấp nhận được. Đó là khi có chút men rượu vào người, anh ấy như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cục tính, nói nhiều rồi thành nói nhảm và rất thích đánh nhau với mọi người nếu như ai nói câu nào đó nghe không lọt tai. Có lần anh đi nhậu với đám bạn thân, có một cậu bạn khuyên Tùng uống ít thôi, kẻo uống nhiều rồi lại ồn ào mất vui. Bạn trai tôi đứng bật dậy, tay cầm chai rượu chỉ thẳng mặt người bạn thân rồi nói: "Bạn nói gì nào, nói lại tôi nghe xem, ai làm mất vui ở đây chứ? Nể mặt là bạn thân tôi không thèm chấp, nếu như là người khác thì cho chai rượu này vào mặt rồi nhé." Vì muốn lấy lại danh dự, người bạn kia cũng chẳng chịu thua mà lớn tiếng nói lại: "Từ lần sau cậu đi nhậu với bọn mình thì uống nước ngọt cho lành. Mỗi lần cậu uống rượu vào lại ăn nói linh tinh, toàn muốn gây lộn với người khác. Cậu mà không thay đổi thì tôi đây cũng không còn người bạn vớ vẩn như thế nữa." Nghe bạn nói xong, Tùng không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng mà lao đến đánh bạn tới tấp. Dù mọi người đã ra sức can ngăn nhưng cũng khiến cho người bạn kia chảy máu đầu, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi. Sau lần đó, hai người cũng cắt đứt tình bạn với nhau. Yêu nhau chưa đầy một năm mà tôi đã chứng kiến 3 vụ Tùng uống rượu xong gây gỗ với mọi người. Tôi đã khuyên can anh rất nhiều, thậm chí còn dọa sẽ chia tay. Thế nhưng tính xấu đó không thay đổi mà còn tệ theo thời gian. Vì không muốn lãng phí cả cuộc đời với Tùng nên tôi đã quyết định chia tay. Nhưng sau khi xa nhau được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc tôi báo tin cho Tùng, anh ấy vui lắm và hứa sẽ thay đổi. Anh hứa không bao giờ làm tôi phải rơi nước mắt nữa. Tuần vừa rồi là ngày đầu tiên tôi đưa anh ấy về nhà chơi và bàn chuyện cưới xin luôn. Thế nhưng trong bữa sum họp gia đình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên gặp nhau, các anh tôi đón tiếp Tùng rất nhiệt tình bằng những chén rượu. Khi rượu vào lời ra, bạn trai tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh nói thời điểm chúng tôi yêu nhau, lần đầu tiên vào nhà nghỉ nào, rồi những nơi hai đứa thường lui tới. Anh cũng không quên kể, trước khi quen với tôi, anh cũng đã từng yêu 3 cô gái, nhưng chỉ có tôi là tốt với anh nhất. Thấy Tùng nói chẳng đâu ra đâu, anh cả tôi khuyên em rể tương lai đi ngủ. Nào ngờ, bạn trai tôi nói: "Em chưa say, em còn rất tỉnh, anh đừng có khinh em như thế. Lần đầu đến nhà chơi mà anh không đón tiếp nhiệt tình, thì sau này em sẽ không cho vợ về quê đâu." Anh thứ hai lắc đầu nói: "Em không thể cưới anh chàng này làm chồng được. Người rượu vào lời ra như thế này sẽ không bao giờ làm được việc lớn. Trong nhà có bí mật gì sẽ bị Tùng phanh phui cho cả thiên hạ biết hết. Tốt nhất là bỏ sớm đi cho khỏe, đừng để cưới nhau rồi mới hối hận." Anh tôi vừa dứt lời, Tùng đứng phát dậy và nói: "Bọn tôi đã có con với nhau rồi, thách ai dám chia rẽ chúng tôi đấy. Các anh chẳng là cái thá gì mà can thiệp vào đời tư của bọn tôi. Ai cấm cản chúng tôi cưới nhau thì hãy bước ra đây." Không muốn gia đình mất vui rồi bị hàng xóm chê cười, mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ dành Tùng, bảo anh đi ngủ một chút, chiều sẽ nói chuyện tiếp. Khi Tùng đã vào giường, các anh hỏi kỹ hơn về con người của bạn trai.
Tôi cũng không giấu giếm mà kể tất cả sự thật về anh ấy. Ngay sau đó, cả nhà khuyên tôi nên chia tay gấp với Tùng. Nếu không thì đừng bao giờ quay về nhà nữa. Còn cái thai trong bụng của tôi thì mọi người khuyên bỏ để làm lại cuộc đời. Đầu óc tôi đang rối bời trước sức ép của gia đình. Theo mọi người, tôi phải làm sao để đi đúng đường đây? Dòng tâm sự thứ hai, được bạn trai cầu hôn, tôi vui mừng thông báo với bố mẹ, nhưng ông bà lại kiên quyết khuyên tôi chia tay. Tôi thật sự rất đau đầu khi chia sẻ với bố mẹ chuyện tình cảm của mình, bởi vì trong mắt họ, tôi là một đứa bị tình yêu làm mờ mắt. Tôi năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp ra trường, tôi xin vào làm một công ty có tiếng ở thành phố. Ở đây, tôi đã tình cờ gặp anh trong một cuộc họp. Rồi dần dần, chúng tôi nói chuyện rồi làm quen. Khoảng 2 tuần sau đó, tình cảm giữa tôi và anh nhanh chóng nảy nở. Anh đẹp trai, cao ráo, là người thành phố. Nhưng gia đình anh không có điều kiện được như tôi. Bố mẹ anh ly dị, anh và em gái ở cùng với mẹ. Vì là con cả nên từ cấp 2 anh đã học cách tự lập để chăm lo cho bản thân, cũng như là nỗ lực để chăm sóc cho mẹ và em gái. Cuộc sống của anh tuy gặp nhiều khó khăn, thế nhưng đổi lại anh rất tình cảm. Anh thường xuyên quan tâm và chăm sóc tôi từng chút một. Chúng tôi ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Yêu nhau được hơn một năm, anh ngỏ lời muốn cưới tôi và tổ chức đám cưới trong năm sau. Tôi nghe xong thì mừng lắm, vội về xin phép bố mẹ. Nhưng khi vừa nghe tôi kể về anh, bố mẹ tôi đã phản ứng dữ dội và khuyên tôi nên chia tay. Bố mẹ tôi cho rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Hoàn cảnh của hai gia đình quá khác biệt nên không thể nào tiến xa được, và sau này cũng sẽ khó hòa hợp. Tôi thì vốn được yêu chiều từ bé, nên bố mẹ không muốn tôi phải chịu khổ. Bố mẹ bảo bây giờ yêu nhau thì cuộc sống màu hồng, sau này lấy nhau về tôi mới biết được thế nào là khổ khi gả vào một gia đình nghèo khó. Chính vì thế bố mẹ thường xuyên nhắc nhở tôi về chuyện chia tay với bạn trai. Mỗi lần như vậy tôi và bố mẹ tranh cãi rất nhiều, song vẫn không có tác dụng gì. Cách đây một thời gian, tôi về nhà thăm bố mẹ. Nào ngờ bố mẹ mai mối cho tôi một anh chàng ở cùng quê, cách nhà tôi 3 km. Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều, nhưng bố mẹ vẫn kéo tôi đi theo ý của họ. Tôi thật sự rất đau đầu khi đã chia sẻ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình, bởi vì trong mắt họ, tôi là một đứa bị tình yêu làm cho mờ mắt. Trong khi đó, tôi luôn phải lấy lý do với bạn trai. Tôi nói rằng gia đình phản đối vì tôi và anh không hợp tuổi. Anh bảo sẽ cố gắng thuyết phục mọi người để chứng tỏ anh yêu tôi, sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi. Bây giờ tôi thật sự rất khổ tâm. Tại sao bố mẹ lại không hiểu cho tôi? Liệu tôi có phải là một người nhu nhược khi không bảo vệ được cuộc sống của mình hay không? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.